Cả nhà thân mến, bây giờ A Páo và chị Bùi Thu Hiền và Linh Hoa đi tháp Eiffel đấy. Đang đi ngồi bên cạnh A Páo là lái xe của người của Pháp cả nhà nhé. Lái xe của Thủ tướng Chính phủ nhá cả nhà nhá. Bonjour Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam City. Ho Chi Minh là Việt Nam City. I'm sorry, what's your name? Kimais. Kimas. Yeah. About Hmong local Việt Nam. Việt Nam Quảng Trị hoặc Việt Nam City. Ôi già, Giang ơi, bây giờ đang đi này. Đây, cung đường đi cả nhà này. Hôm nay trời mưa, mát mẻ cả nhà ấy. Sang em chỉ thèm ăn. Chứ đi đéo mà trời lạnh nhớ nhưng đói. Cả mình đi mình mệt. Linh Hoa sang bên Pháp chỉ Chỉ thèm thèm ăn ăn. mà cân thì vẫn lên. Đấy. Đúng là đi ăn ba cái bánh mì bằng một con lợn con là đúng rồi. Đấy, Apao quay cung đường mà đi về tháp cả nhà nhé. Đấy. Rất đẹp cả nhà nhé. Hôm nay trời mưa. Vì điều Mare quan thề bên lu Spiritan tu sentimento Cum me thu ki tiên em. À, đi qua tầng hầm này. Mùi quá. Có sẽ ta Báo tu ơi, phải đi tên 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 xuống chụp ảnh cho nhau nhá. không biết đâu, cứ dùng app đi. Vua đã vua Mình cái có thể tu thử chỉ đi app này. nô à xin tê xì tê kêu rì rắn chê nô perfume hoa cụ xì phi nô đi nô cô ê xê nê Trời mưa rồi. vả. Ê tu đi chết pa tua điêu. Mở hết cả nhà. Bác luôn ta nê đó tu cô đê. Đang đi qua một tầng hầm rất sâu. Đấy, có độ dài khoảng tầm 1 km cả nhà. Vua đã gù khi tu chỉ đi nô xin tê xịt tít kêu rì rắn chê no perfume hoa cụ xì phi nô đến nô cô ấy sẽ nê vả. Ở ngoài này là có những cung đường mà họ trồng toàn cỏ này cả nhà này, đẹp này. Đấy, ở bên Mỹ họ trồng cỏ nhá. Hả? Nhìn tròn. Ở cua đa hùa khi tu chỉ đi nô. Ở đây có những hàng cây không biết là cây gì luôn, rụng hết lá rồi này. Đây, dạng như là cây cây gì nhỉ? Cây gì mà không xác định được là lá gì. Cây này cây gì à, chị Huyền ơi? Cây này cây gì nhỉ? À, 600 mètres tourner Đây đây đây, légèrement không à phải cây gauche thông. en direction de Sergi À, POMTOISE, kia là máy bay Sergi rồi đấy. POMTOISE, longue DURE Đấy, maintenant sân bay đây cả nhà en nhé. utilisant les deux voies de Ừ. gauche. Sân bay. Vua đã vua khi tu chỉ đi xin tê xì tê kêu rê răng chê nô bật phu mò cù xì phi nô. Hôm nay đi trời mưa cả nhà. Hôm nay đi trời mưa. Ừ. Đi trời mưa cho nên là không được thuận lợi lắm. Không sao, trời mát. Mình vẫn ra ở ngoài trời mình hát hò mấy câu ở tháp Eiffel được. Đấy, mình đã đi là 2 phút 48 giây. Phía bên này rất nhiều máy bay. Mình đang đuổi theo xe của họ này. Lần đầu tiên đi chơi xa như thế này. Nửa vòng trái đất như thế này. À, phía bên này là lái xe. Bác ở rất đẹp trời. Very handsome. Very handsome là đẹp trời. Very good. Very handsome. Very good là rất là ngon. Ở phía bên này là cung đường của họ đi rất không chèn nhau như ở Việt Nam cả nhà. Đây, ở Việt Nam là đi là tắc này cả 1 tiếng đồng hồ luôn. Còn ở phía bên này là người ta đi, người ta chia nhau, người ta đi, người ta giữ khoảng cách cả nhà. Còn mình là cứ mạnh ai người ấy vượt, sau lúc đó là tắc một cục. À.
mà công an còn không biết bắt ai luôn. Linh hoa qua thời gian, qua thời gian này, qua thời gian trải nghiệm mà đến bây giờ đã lưỡi đang vắt sang trái rồi. Đấy, mệt lắm rồi. Linh hoa đã sập nguồn rồi cả nhà ơi. Hiện tại Linh Hoa đã sập nguồn, chúc mừng. Đi chơi vẫn cố đi chơi đây. Bây giờ không theo nhau sẽ lạc đường. Đẹp chưa cả nhà ơi, Linh Hoa đang hát nha. Đấy, không cần lồng nhạc luôn. Không có hơi mà hát nữa rồi. Sulla mare luccica la truda vento, placida l'onda prospero in vento. Sulla mare luccica la truda vento, placida l'onda prospero in vento. Venite all'Aquile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Chèo thuyền dưới ánh trăng khuya, nhìn về phía núi bên kia, chìm dưới đêm trăng xa xa, như mong chờ chúng ta. Ruộng đồng bát ngát xanh xanh, dập dềnh dưới ánh trăng thanh, thuyền lướt ra khơi êm êm, cánh buồm hòa gió lên. Tiếng hỏi ca theo làn gió, tiếng trái tim gọi ta đó. Hãy mau mau chèo thuyền về miền quê hương, Santa Lucia. Santa Lucia, Santa Tope Fan. Good. Oh, good. Thank you so much. Anh đấy khen Apa hát rất hay. Vì điều mà đây quán thì bên lưu Spira tanto sentimento, come tu chi ti ha ne mente, caseta tu fai sunna. Agura agua che tu ci di no, siente se ti chiure rance, no profumo acuzzi fino, di no coe se ne va. E tu dice pa tu adio, pa con lontane da tu corre, dalla terra dell'amore, creo coe non torna, ma non me campa, non da me stormiento. Dona Suriento, fame campa. Biển hiền hòa lớp sóng đẹp bao la, lòng ta như rộn vang ngàn câu ca. Ôi đất nước xinh tươi những mộng đẹp, tràn chứa trong tâm hồn bao người. Khắp trên đồi cây cối mọc xanh tươi, khắp trong vườn hoa trái tràn nơi nơi. Lòng ta như ngạt trong lòng hướng say, lòng ta khó quên được FN. Nếu ta từ biết chốn này đi xa, khắc chi từ biết với người yêu ta, phải xa chốn quê hương đã nặng thề, ai lẽ đâu đi không trở về. Xin ai về FN, un dame stormiento, dona su rento.
Pame Kampa Ca sĩ Thúy Yên. Cả nhà sắp tủ duyệt đáp rồi. Chưa có gì để ăn thêm. Đấy, ngồi bên bác lái xe. Đấy. Cả nhà ơi, đi sang bên Pháp ngồi hát tiếng Ý. Đấy. Cung đường rất là dài, đi 60 km à chị? Hay bao nhiêu? À, chỉ có đi từ sân bay đến tháp Eiffel là 20 cây, nhưng tính bằng 60 phút, tính với tốc độ của tắc đường hoặc là những có những chương trình ở trước mặt, có thể là qua những trạm gác vân vân. Đấy, chưa biết được thì tính là 60 phút cả nhà. Này, vẫn chưa bỏ một giây phút nào ở trên cung đường của Pháp nhé cả nhà nhé, không bỏ luôn. Mà điện thoại thì không biết là nằm ở đâu rồi. Cả nhà, cung đường này rất là rộng luôn. Này, cung đường ở Pháp. Chúng ta đang di chuyển đấy. Linh Hoa là tủ thiết áp rồi, bây giờ kéo còn không được lên, không lên được nữa luôn. Ở đây có và gió hát ngọt ngào, chân trời rất xanh lung linh màu áo, câu hát hươn lên những khát khao đại dương. Ôi biển Việt Nam ơi, sóng Việt Nam qua bao nhiêu thăng trầm, lửa từ vàng mới nên người. Biển xanh vẫn nhắc những gì đau thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Mỗi một mùa xuân, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm. Đấy, được mạng chưa? Đấy. Mà được không? À, đâu, em rồi. Đấy, rất nhiều ô tô đoạn này, chắc là có trạm gác cả nhà ơi. Ở đây có trạm gác hay sao này? Tắc dần dần đều rồi cả nhà ơi. Ở phía bên kia có một chiếc ô tô như là cứu thương luôn. Caro mio ben, credi in me, senza di te la nui senku. Caro mio ben, credi in me, senza di te la nui senku. Il tuo fede sospirano, c'è saurude tanto rigo. Caro mio ben, credi mio men, senza di te l'anguì senco. Linh Hoa tủ thiết áp rồi. Đấy, đi chơi mặt biển hiền hòa, lớp sóng đẹp bao la, lòng ta như dồn vang ngàn câu ca. Ôi đất nước xinh tươi những mộng đẹp, chan chứa trong tâm hồn bao người. Khắp trên đồi cây cối mọc xanh tươi, khắp trong vườn hoa trái tràn nơi nơi, lòng ta như ngã trong lòng hướng say. Ồ, ta đi thi có đỗ đâu, nếu mà cho đỗ thì ta học với mày rồi nhá. Ta đi thi trượt đấy. Linh Hoa bảo sao sao Linh Hoa với A Báo không học cùng nhau đi nhỉ? Linh Hoa học ở đâu? Thì A Báo học dô thân Linh Hoa mà, cho nên A Báo học ở trên núi thôi. Đúng rồi, còn cái mày giỏi hơn, thông minh hơn thì về thủ đô. Thế cuối cùng là cái đứa trên núi lại về Hà Nội
Rồi đổi nhau, thỉnh thoảng đổi nhau mà nha. Làm dâu miền núi đây, bây giờ làm dâu của châu Âu luôn. Vì điều mà đề quan thì bên lu Spiraton tu sentimento. sentimento. Là bực mình đấy. I am a Bahamian local. Mày là I want to give you music, opera do problema. Italia Ủa, mình đấy. Mình đấy là mình đấy. Parapoti. Santa Lucia, Trevesurento, Caro Milben. Ok. Vì điều mare quan thể bên lu Spiratan tu sentimento, come tu chi ti anemente, ca se ta tu fai sunna. A cuora guo che tu ci di no, a di no coe se ne va. E tu dice pa tu adio, pa lontane da tu core, dalla terra dell'amore, creo coe non torna, ma non me campa. Nun da me stormiento, tona suriento, fa me biển hiền hòa lớp sóng đẹp bao la, lòng ta như dồn vang ngàn câu ca. Ôi đất nước xinh tươi những mộng đời tràn chứa trong tâm hồn bao người. Khắp trên đồi cây cối mọc xanh tươi, khắp trong vườn hoa trái tràn nơi nơi, lòng ta như ngạt trong lòng hương say, lòng ta khó quên được chốn này. Nếu ta từ biệt chốn này đi xa, khác chi từ biệt với người yêu ta. Phải xa chốn quê hương đã nặng thế, ai lẽ đâu đi không trở về. Xin hãy về người ơi, nun đam mê tormento, tona suriento, fa me e fan. Ok, thank you so much. Về hãy về top FM. Đấy, cả nhà nha, ngồi hát chém gió sang Tây thì mình hát tương Tây. Đấy, cả nhà nhé, để đồng hành với họ ấy, cùng hòa quyện, hòa lẫn với những ca khúc của phía bên châu Âu cả nhà nhỉ. Đấy, họ cũng rất là yêu mến mà. Đấy. Em chưa biết được, đang chưa kiểm tra. Đấy, đang đi ở cung đường này cả nhà. Đấy. Cung đường đi tháp Eiffel. Đấy. Ở bên này họ không xây nhà cao tầng như ở Việt Nam đâu cả nhà. Họ xây nhà tầm 2 tầng thôi, không quá cao. Đấy. Ở Việt Nam là hàng chục tầng. Còn ở bên Pháp thì tầm 3 tầng thôi, đến 4 tầng nữa cả nhà này. Họ làm rất là thấp này. Không như mình là cứ chen chúc làm hàng chục hàng trăm tầng. Khủng khiếp chưa? Họ rất đơn giản nhé. Cung đường của họ có những cây họ đang rụng hết lá. À, cây này như là cây không, cây này rụng hết lá đang đâm chồi cả nhà này. Chạy trái sao vậy? Ai à,
đây là như kiểu khu dân cư. Ở Pháp lại nhớ Việt Nam cả nhà. Rồi rồi, khi nào mới được về Việt Nam đây? À, hiện tại là do tắc đường cho nên là anh lái xe bảo tôi phải đi tắt mới kịp giờ cho các bạn. Chị Google đang hướng dẫn đường này cả nhà này. Đây, đang đi tắt đường này. Với cái thời điểm là bây giờ là rất là muộn rồi. Thì giờ này là giờ rất là nóng ở nhà. Giờ cao điểm, đi thường tắc đường. Bên Pháp biển số xe là FZ cả nhà. 321KVK này. Đấy, ở bên Pháp họ có xây nhà cao tầng đâu này. Bình thường thôi nhỉ. Họ rất là cao nhưng mà họ xây không cao. Đấy. Ở đây có một cánh rừng rất những cây cổ thụ này. Wow. Như kiểu là công viên luôn cả nhà nhé. Chắc đây là công viên này chị à? Chị Huyền này. Công viên cây xanh này. Đấy. Rất nhiều cây đại thụ ở đây. Đấy. Ở phía bên Pháp họ xây cho dù là cao tầng nhưng người ta không lấn chiếm lìa đường này. Lề đường này. Đấy. Rất gọn gàng này. Đấy. Rất thoáng luôn cả nhà. Cảm giác rất thanh bình này. Không ồn ào. Không náo nhiệt. Xe họ cũng để rất là ngăn nắp theo hàng theo lối nhá. Không chen chúc như ở một số nước anh ạ. Ở đây có một trạm dừng chân dừng xe ở đây. Ở đây có trạm là xe buýt này. Các du khách người Pháp là đi lại ở đây, đi bộ ở đây rất đông này. Đây, ở đây này, quá đông luôn. Ở đây như kiểu sinh viên cả nhà, trường đại học gì đấy. Như trường đại học luôn. Đây. Họ dừng ở đây họ bắt xe buýt này. Mà mình cũng tắc ở đây luôn. Còn không đi được luôn này. Đấy. Phía bên này cũng thế này. Đấy. Rất nhiều xe. Ở đây là chỗ mà tập trung đông xe nhất này. Không thể đi được luôn. Đấy, đi được rồi. Đi được rồi cả nhà, đây phía bên này này. Novoten. Đây như là trường đại học hay sao ấy. Wow. Rất nhiều ngã đường luôn. Ở đây không phải là ngã tư đâu mà ngã 7, ngã 8 cả nhà. Ngã 9, ngã 10. Wow. Let's go FN. Thoáng rồi, thoát rồi cả nhà, thoát cảnh bị tắc đường rồi. Đây. Bác tài xế. Ôi. Lạnh lắm à. Ồ, mình thì thấy nóng. Ôi giời ơi, sao yếu thế nhỉ. I'm sorry. Ok, thank you so much. Thế lại tắc ở chỗ này rồi cả nhà. Rất nhiều đường này. Chị Huyền là buồn ngủ rồi. Đấy, buồn ngủ rồi, hai chị em đi ngủ rồi. Mình quay video lại. Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em. Có lẽ nào anh lại quên em. Cả nhà đi chơi 20 cây.
để chụp được tòa tháp Eiffel. Ở đây có đường cao tốc ở trên luôn cả nhà này. Đấy, cung đường ở Pháp như thế đấy cả nhà. Họ không xây quá cao tầng, đơn giản vừa phải đấy. 1 tầng 2 tầng 3 tầng 4 tầng 5 tầng này, 5 tầng là cao nhất rồi cả nhà. Đây, những hàng cây này rất đều này, họ có quy hoạch rồi, khoảng tầm 5 tầng thôi, không phải 70 mấy tầng như mình. Ở phía bên này cũng thế này. Đấy, chỉ có 5 tầng thôi, 5 tầng đổ lại, không được phép hơn. Bên miền sen ra đi thế lần vì sen cũ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cửa hầm bí mật ở dưới này, dưới lòng đất này. Đây, cửa hầm bí mật đây. Ở dưới này thì rất là nhiều đèn được lắp, các hệ thống đèn hai bên đường, ở dưới hai bên đường hầm này. Nhìn thế thôi nhưng vào cũng sáng đấy cả nhà. Về muốn nhanh cũng không được cả nhà nhé, phải chờ đợi thôi. Rất nhiều xe, hàng trăm xe. Mu say say lo say say, mu say say lo say say, hầu chứ hầu mê mê. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hầu mê mê. Có đường hầm này rất xa cả nhà, có thể hàng km luôn. Đây, ở trong này có một làn đường, hai ba bốn làn đường cả nhà, bốn làn đường dành cho ô tô, rất rộng luôn. Đường hầm bốn làn đường. Ở bảo nghi là ở con đường hầm này là đi qua một lòng sông ở nhà, đang đoán nhưng không biết là có đúng không. Ở đây là cung đường ra tháp ở nhà, có những cung đường chồng chéo nhau cả cao tốc ở đây nữa, mà đi thì cũng không nhanh đường mấy, nó vẫn tắc đường. Giờ này giờ cao điểm cho nên là tắc là chuyện bình thường ở nhà nhé, ở đâu cũng thế.
đây nhà cổ cả nhà, nhà cổ. I return left. The Eiffel Tower this way. Champs-Élysées or this way. Wow. Okay. Đang tắc đường đoạn này cả nhà. Sao bây giờ ăn? Sợ gì? Mình có thiếu gì gì đâu. Mình mang cả lợn gà sang mà. Đấy, ở đây rất nhiều ô tô. Chắc là nhiều đại gia ở lối này cả nhà. Sang ăn bát phở của Pháp. Một bát phở 500 nghìn xem. اللي عندي عطيته لله لا 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 Wow, cả nhà ở đây thì đang tắc đường này. Đấy mà ở không khí ở phía bên ngoài. Hello. Ô tô rất đẹp này. Wow. Hello. Đấy, cung đường rất đẹp, ô tô rất đẹp. Bàn tay rất vui tính. Ở trong ô tô là vẫy tay ra, hả? Dạ? Ở Tây họ vẫy tay mình mà. Ông lái xe còn thích mình quay mà. Đấy. Ở đây lại tắc tiếp tục rồi. Ở đây có cây cổ thụ này, rất đẹp. Không biết cây gì rụng hết lá luôn. Wow. Tha hồ tắc cả nhà nha. Ở ngoài nhiệt độ khoảng tầm 10 độ C à? Hay bao nhiêu đây? Rất mát luôn. Mát lạnh luôn cả nhà. Rất nhiều xe. Các bạn Tây đang đứng chờ để bắt xe buýt à? Các chàng trai cô gái Tây đang đi bộ ra. Đây là như là trường đại học. Mát lạnh luôn cả nhà. Cả nhà đang đi dần vào Khải Hoàng Môn ở Pháp. Nhưng vị trí này tắc đường quá. Đây, phía bên kia cũng tắc đường hết này. Wow, tắc đường kín hết đường này. Phát hiện ra có một chiếc ô tô gọi là tí hon. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua Khải Hoàng Môn. Chắc là không cần đâu chị ơi. Em nghĩ là đi tháp trước đi, sau lúc về còn thừa thời gian thì tính. Bây giờ dừng lại nó tắc đường, sau mình đi nó khó. Đúng không? Đây gọi là cổng gì chị nhỉ? Đây cả nhà, chúng ta đang tiến vào Khải Hoàng Môn của thủ đô nước Pháp cả nhà nhé. Ở phía hai bên là những ngôi nhà tầng. Cả nhà này. Đấy, rất là đều nhau. Khải Hoàng Môn. Arc de Triomphe. Khải Hoàng Môn, Khải Hoàng Môn. Mình đến tháp trước đây không có sợ là tắc. Stop here. I
rất là nhiều xe đang bị tắc ở đây. Không không, đâu no, đâu. No. Không được đâu, bây giờ mình sẽ phải đi tháp trước luôn. Không có trong lịch trình, bây giờ họ phải đi thẳng. Thôi mình không dừng đâu. Mình không dừng đâu, mình đi tháp trước luôn cả nhà nhá. Không dừng được, không được phép dừng ở đây. Đây là Khải Hoàn Môn cả nhà mình nha. Bây giờ mình đi tháp trước đã. Đây. Hồng Thanh Khải Hoàn Môn đây cả nhà. Wow, rất là nhiều xe này. Wow. Ở xung quanh Khải Hoàn Môn là những ngôi nhà rất là đẹp. Rất là cổ luôn cả nhà. Đây. Xung quanh luôn. Ở đây là trung tâm thành phố. Trung tâm thủ đô Paris cả nhà nhé. Đấy, rất là đông du khách này. Có cả. Tiếp tục đi cả nhà ơi. Phải đi đến tháp trước đã. Đấy, rất nhiều ngôi nhà cao tầng. Rất là đều nhau cả nhà ơi. Họ làm rất đẹp luôn. Đều san sát. Thế bên này cũng thế này. Đây là phố bán hàng hiệu, hàng phim. Vào đây thì nếu mà mua một bộ đồ thì mất khoảng tầm một con bò. Thôi tốt nhất là không mua gì cả. Rất là nhiều du khách đang đi bộ ở đây này cả nhà này. Phố hàng hiệu này. Phố hàng hiệu không có tiền đâu, không mua đâu. Mình đi qua mình ngắm một tí thôi. Louis Vuitton. Louis Vuitton đúng rồi. Louis Vuitton made in France. Yeah. Yeah. Like có những cô gái Tây đi tần bộ này. Very very expensive to buy something here. Các cô gái Tây đang chụp ảnh này. Rất đông du khách nhỉ. Wow, mình không mua đồ đâu, không có tiền đâu. Mình đi chơi thôi, mình chụp ảnh là mình về thôi. Tốn tiền lắm cả nhà ơi. Đi mà mua mất một con bò là không đi nữa đâu. Ở đây có rất nhiều khách đang đứng ở đây này. Họ còn nằm xuống để chụp ảnh này. Đấy, Louis Vuitton này. Toàn đồ hàng hiệu ở đây. Đấy. Ở phía bên này. Đấy. Oh là là. God. Theo giờ Việt Nam là bây giờ là mình phải đi ngủ rồi, nhưng mà bây giờ sang Pháp thì đang buổi hiện tại là đang giờ chiều thì không thể đi ngủ được. Ở đây the big street. Nhà hàng rất đẹp, quán rất đẹp. George Sank here. This George Sank. George Sank.
Yeah, big, big street. Georges-Saint. Boulevard. 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 Georges V. Georges V. You know Georges V? No Georges V? The last queen in England. Ah. À, bảo không biết gì. No, no queen. Okay. Bà ấy nói chuyện mà bà không hiểu gì luôn cả nhà, cứ ư ả ư ả. King of England, Georges V. King of England, Georges V. Yeah. Cái bài đấy là em sáng tác hay là ai hát? Đâu, đang nói tiếng Anh mà, tiếng Pháp mà. Cái bài mù xe xe, cô xe xe ấy. Đấy, em sáng tác mà. Cô em sáng tác à? Không, em sáng tác thì... Đúng là thế đúng không? Mù xe xe, áo xe xe. Người vùng cao cao. Ở đây có rất nhiều hàng, hai hàng cây hai bên đẹp này cả nhà này. Đấy, mà phố là rất đẹp luôn. Nếu mà thả ở đây chắc là lạc đường mất cả nhà, không biết đường về. Khi nào mới đến cả nhà ơi. Rồi ra chỗ thoáng ở đây, đến rồi, đến rồi, đến rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ờ, thế đứng ở chỗ cầu này. Đứng chỗ cầu này. Đến rồi cả nhà, đây, đây, đây. Nhìn xa xăm mà thấy Tháp Eiffel đây. 10 năm rồi, mình quay trở lại Tháp Eiffel. Đây, cả nhà ơi. Đây là đây. Chị không vào, còn đâu. Đây, đây, Tháp Eiffel này. Đấy, Tháp Eiffel cả nhà nha. Sắp đến rồi. Dòng sông Sen, Tháp Eiffel. Tại sao không mình không đứng ở ngoài cầu mình chụp ảnh thì nó mới lên hết chứ? Thì, bây giờ mình ra đấy được gì nữa? Đấy, đứng ở ngoài cầu mình đã đi qua cầu rồi. Bây giờ đi vào thì mình chỉ chụp được ở dưới chân thôi. Thế vào mới đi bộ ra nhá. Bây giờ đang tiến gần đến Tháp Eiffel cả nhà nhá. Đây, cung đường đi vào rất đẹp này. Toàn cây cối cổ thụ này. Đẹp chưa? Wow. Ở đây có những cây như kiểu cây bạch đàn luôn cả nhà này, cực kỳ to này, mà rụng hết lá này. Đang đến ở đây, gần đến rồi. Wow, trời ơi. Mình sẽ lang thang đến 5 giờ nhé. Có thể lang thang đến tầm 1 tiếng là mình về, hay là 30 phút, hay là 20 phút. 5 giờ mình ra sân bay. 7 giờ sẽ đến sân bay. 8, 9 giờ kém bay đúng không? Đấy, tiếp tục đi vào gần hơn cả nhà, gần với tháp hơn. Thế bên này là du khách đang đi bộ này. Wow, Tháp Eiffel rất to cả nhà. To và cao đây, đây đây. Khủng khiếp luôn. Có người ở trên hay sao ấy? Có cái tháp đấy là có tiền leo tầng thượng để ngồi được mà. Wow, mình đến đã. Đi xung quanh Tháp Eiffel là những đường phố rất đẹp cả nhà này. Đây, đẹp chưa? Vì điều mà rì quan thề bên lù Spira tanto sentimento Come tu chi ti ne menti Ca se ta tu fai sunna Ora qua che tu ci di nu Siente se ti chiure rance Nous profumons à cause et fils de nos corps et ce n'est pas Et tu ne sais pas toi Dieu Bác luôn ta nơi đó tu cố rê Et đang đi tiến sâu vào. Tournez à droite sur avenue Élysée Reclus puis déposez. Đây gọi là cổng gì chị nhỉ? Đây cả nhà, chúng ta đang tiến vào Khải Hoàng Môn của thủ đô nước Pháp cả nhà nhé. Ở phía hai bên là những ngôi nhà tầng cả nhà này. Đấy, rất là đều nhau.
Arc de Triomphe. Phải hò môn, phải hò môn. Mình đến thăm trước đây không có sợ là tắc. We are stop here. Rất là nhiều xe đang bị tắc ở đấy. We cannot stop. Không không, đâu đâu. Không được đâu, bây giờ mình sẽ phải đi tháp trước luôn. Không có trong lịch trình, bây giờ họ phải đi thẳng. Thôi mình không dừng đâu. Mình không dừng đâu, mình đi tháp trước luôn ở nhà nhá. Không dừng được, không được phép dừng ở đây. Đây là phải hoàng môn cả nhà mình nhá. Bây giờ mình đi tháp trước đã. Đây. Hồng Thành khỏi Hồng Môn đây cả nhà. Wow, rất là nhiều xe này. Wow. Ở xung quanh Khải Hoàng Môn là những ngôi nhà rất là đẹp. Rất là cổ luôn cả nhà. Đây. Xung quanh luôn. Ở đây là trung tâm thành phố. Trung tâm thủ đô Paris cả nhà nhé. Đấy, rất là đông du khách này. Có cả. Tiếp tục đi cả nhà ơi. Phải đi đến tháp trước đã. Đấy, rất nhiều ngôi nhà cao tầng. Rất là đều nhau cả nhà ơi. Họ làm rất đẹp luôn. Đều san sát. Thế bên này cũng thế này. Đây là phố bán hàng hiệu, hàng phim. Vào đây thì nếu mà mua một bộ đồ thì mất khoảng tầm một con bò. Thôi tốt nhất là không mua gì cả. Rất là nhiều du khách đang đi bộ ở đây này cả nhà này. Phố hàng hiệu không có tiền đâu, không mua đâu. Mình đi qua mình ngắm một tí thôi. Louis Vuitton. Louis Vuitton đúng rồi. Louis Vuitton make in France. Yeah. Có những cô gái Tây đi tần bộ này. Very very expensive to buy something here. Các cô gái Tây đang chụp ảnh này. Rất đông du khách nhỉ. Quá, wow, mình không mua đồ đâu, không có tiền đâu, mình đi chơi thôi, mình chụp ảnh là mình về thôi. Tốn tiền lắm cả nhà ơi. Đi mà mua mất một con bò là không đi nữa đâu. Ở đây có rất nhiều khách đang đứng ở đây này. Họ còn nằm xuống để chụp ảnh này. Đấy, Louis Vuitton này. Toàn đồ hàng hiệu ở đây. Đấy. Hàng phía bên này. Đấy. Ôi là là. God. Theo giờ Việt Nam là bây giờ là mình phải đi ngủ rồi, nhưng mà bây giờ sang Pháp thì đang buổi hiện tại là đang giờ chiều,
thì không thể đi ngủ được. Ở đây. This, the big street. Nhà hàng rất đẹp, quán rất đẹp. George Sank here. This George Sank. George Sank. Yeah. Big, big street. George Sank. Boulevard. 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 George Sank. George Sank. You know George Sank? No George Sank? The last queen in England. Ah. À bảo không biết gì. No queen. Bà ấy nói chuyện mà bảo không hiểu gì luôn, cả nhà cứ ư à ư à. King of England, George Sank. King of England, George Sank. Cái bài đấy là em sáng tác hay là ai hát? Đâu, đang nói tiếng Anh mà, tiếng Pháp mà. Cái bài mù say say của say say ấy. Đấy, em sáng tác mà. Ủa em sáng tác à? Không, em sáng tác thì. Mù sao là thế đúng không? Mù say say, mù say say. Người vùng cao khác. Ở đây có rất nhiều hàng, hai hàng cây hai bên đẹp này, cả nhà này. Đấy, mà phố là rất đẹp luôn. Nếu mà thả ở đây chắc là lạc đường mất cả nhà, không biết đường về. Khi nào mới đến cả nhà ơi. Rồi ra cho thoáng ở đây, đến rồi. Đây rồi. Ờ, thế đứng ở chỗ cầu này. Đứng chỗ cầu này. Đến rồi cả nhà, đây nhìn xa xăm mà thấy Tháp Eiffel đây. 10 năm rồi mình quay trở lại Tháp Eiffel. Đây cả nhà. Chị đây là đây. Đi, chị không vào còn đâu. Đây này Tháp Eiffel này. Thủ tướng Phan Tấn Dũng còn đó. Đấy Tháp Eiffel cả nhà nhá. Tháp Eiffel. Sắp đến rồi. Dòng sông Sen. Dòng sông Sen, Tháp Eiffel. Tại sao không mình không đứng ở ngoài cầu mình chụp ảnh thì nó mới lên hết chứ? Bây giờ mình ra đấy làm gì nữa? Đấy, đứng ở ngoài cầu mình đã đi qua cầu rồi. Bây giờ đi vào thì mình chỉ chụp được ở dưới chân thôi. Vào đấy bắt đầu mới đi bộ. Thế vào mới đi bộ ra nhá. Bây giờ đang tiến gần đến Tháp Eiffel cả nhà nhá. Đây. Cung đường đi vào rất đẹp này, toàn cây cối cổ thụ này. Đẹp chưa? À 300 m tourné à gauche sur avenue de la Bourdonnais en prenant la voie de Ở đây có những cây như kiểu cây bạch đàn luôn cả nhà này, cực kỳ to này, mà rụng hết lá này. Đang đến ở đây, gần đến rồi. Wow, trời ơi. Mình sẽ lang thang đến 5 giờ nhé. Có thể lang thang đến tầm 1 tiếng là mình về, hay là 30 phút, hay là 20 phút. 5 giờ mình ra sân bay. 7 giờ sẽ đến sân bay. 8, 9 giờ kém bay đúng không? Đấy, tiếp tục đi vào gần hơn cả nhà, gần với tháp hơn. Phía bên này là du khách đang đi bộ này. Em phải rất to cả nhà, to và cao đây, đây khủng khiếp luôn. Có người ở trên hay sao ấy? Có cái tháp đấy là có tiền lên tầng thượng để ngồi được mà. À, mình đến đã. Đi xung quanh tháp Eiffel là những đường phố rất đẹp cả nhà này. Đây đẹp chưa? Vì điều mà đi quan thế bên lu Spira tanto sentimento Come tu chi ti ne menti Casi ta tu fai sunna Uda huo chi tu ci di nu Sinte se ti chiuri rance Nous profumons à cause du maréchalarisme, de nos coeurs se ne va, et tu ne sais pas toi Dieu, par lontan de là tu cours. Đang đi tiến sâu vào. Tournez à droite sur avenue Élysée Reclus, puis déposez. Ok.
đường đấy đi ra. Ok. Ông đi đường gì tắt đường tắt. Đóng. Đồ của mình lấy nào. Rồi cả nhà ơi, A Báo và chị Bùi Thu Huyền và Linh Hòa đã đến thăm fan. Ok, thank you so much, goodbye, see you again, bye bye, bye bye, goodbye, see you again, thank you so much. Đã đến gần tháp Eiffel rồi cả nhà. Linh Hòa tránh đi để ô tô họ lùi. Bây giờ sẽ chuẩn bị đi tháp đây cả nhà. Wow, rất nhiều ô tô. Ở đây có rất là nhiều ngả đường này. Đây, chưa biết đi đường nào luôn. Mình đang đứng ở giữa ngã tư. Đây, phía bên này ô tô họ đang đi sang này. Ở đây là có một cung đường đi thẳng tắp nữa này. Ở ngoài nhiệt độ khoảng tầm là 8 độ C. Rất lạnh cả nhà nhé. Cực kỳ lạnh luôn. Rồi, ô tô họ đi rồi. Wow. Những ngôi nhà cao tầng này. Wow. Quá đẹp luôn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải di chuyển sang hướng bên này cả nhà nha. Đây. Quá đẹp luôn. Linh Hoa đang làm gì không biết, đang like. Úi giời ơi. Ôi giời ơi, tự chụp. Ôi giời ơi. Đấy, ôi giời ơi. Tự chụp này. Wow. Bây giờ A Báo sẽ quay lại khung cảnh mà mọi người di chuyển ở đây cả nhà nhé. Đấy, đi bộ. Cả nhà bây đi bộ nào. Rồi, đi bộ đi. Let's go now. Các chị em sẽ xách ba lô. Cung đường này là đi ra tháp Eiffel. Tháp đang ở trước mặt chúng ta đây rồi. Đấy. Bây giờ đi thôi. Wow, cao như thế này. Đẹp như thế. Trời mưa cho nên là bẩn. Trời mưa. Đấy, chúng ta sẽ phải di chuyển này. Đang quay đây. Quay hết mọi người đây. Ôi, cái này cái vali thì nó bẩn quá, bẩn hết vali rồi. Phải chịu thôi, biết làm thế nào. Ở đây có hai hàng cây xung quanh. Rất đẹp ở nhà nhé. Chị em phải đi bộ này. Đường thì mưa. Wow. Ba lô của hai chị em đã bẩn hết rồi. Đây, tháp Eiffel cả nhà ơi. Đúng là mùa đông ở Pháp nhỉ. Mùa đông ở Pháp cả nhà ơi. Không sao đâu, em có thấy lạnh đâu. Chị cứ đi đi. Áo này của em nóng lắm chị ạ. À, đứng đây làm kiểu nào. Đứng đây. Kệ đây. Ai chụp được cái gì chụp. Rồi đi đi. Ai thích chụp ở đâu cũng được. Cứ chụp chơi đó mà. Rồi cứ đi đi, ra ngoài chụp nhanh, ta còn về. Mình đi chơi tốc độ thôi mà. Không có nhiều thời gian. Đây, ở đây là ở dưới chân tháp Eiffel cả nhà nhá.
họ còn thuê dịch vụ là đi lên kìa. Ở đây có rất nhiều cây. Đây. Wow. Nhìn xa thì bé như đến cực kỳ to luôn cả nhà. Cực kỳ to này. Wow. Úi giời ơi. Lên tận trời xanh luôn. Chót vót luôn. Linh Hoa sao? Ờ đứng ra đi, à báo chụp cho. Không chụp đẹp thì chụp xấu à? Ôi giàng ơi. Nào. Ở đây khó lấy hết cảnh đấy. Có lấy cả vali vào không? Một hai ba nào, một hai ba nào. Một hai ba nào. Yêu bên nào. Úi giời ơi. Yêu bên nào, một hai ba nào. Rồi, được rồi. Đấy, không biết là súng ống ở đâu. Chả nhìn thấy người đâu. Giỏi thì ra chụp đê có vẻ lấy được dễ đâu. Góc này có vẻ dễ đâu. Chị ra đi, em chụp cho một chị, chị một kiểu. Mình đứng ở gần đây, mình lấy ngọn nó khó lắm. Chụp làm sao mà lấy được hết Giang ơi. Nào, một hai ba nào. Sao? Đang chọn đấy. Chỉ cứ đứng em lấy là được. Lấy phải lấy hết chứ. Họ chụp mình cũng phải lấy. 1, 2, 3 1, 2, 3. Nào. Wow. Ba lô của hai chị em đã bẩn hết rồi. Đây, tháp Eiffel cả nhà ơi. Đúng là mùa đông ở Pháp nha. Mùa đông ở Pháp cả nhà ơi. Không sao đâu, em có thấy lạnh đâu. Chị cứ đi đi. Áo này của em nóng lắm chị ạ. À, đứng đây làm kiểu nào. Đứng đây. Kệ đây. Ai chụp được cái gì chụp. Rồi đi đi. Ai thích chụp ở đâu cũng được. Cứ chụp chơi đó mà. Rồi cứ đi đi, ra ngoài chụp nhanh ta còn về. Mình đi chơi tốc độ thôi mà. Không có nhiều thời gian. Đây, ở đây là ở dưới chân tháp Eiffel cả nhà nhá. Họ còn thuê dịch vụ là đi lên kìa. Ở đây có rất nhiều cây. Wow. Nhìn xa thì bé như đến cực kỳ to luôn cả nhà. Cực kỳ to này. Wow. Úi giời ơi. Lên tận trời xanh luôn. Chót vót luôn. Linh Hoa sao? Ờ đứng ra đi, à báo chụp cho. Không chụp đẹp thì chụp xấu à? Ôi giàng ơi. Nào. Ở đây khó lấy hết cảnh đấy. Có lấy cả vali vào không?
một hai ba nào, một hai ba nào. Một hai ba nào. Yêu bên nào. Úi giời ơi. Yêu bên nào, một hai ba nào. Rồi, được rồi. Đấy, không biết là súng ống ở đâu. Chả nhìn thấy người đâu. Giỏi thì ra chụp đê có vẻ lấy được dễ đâu. Đẹp rồi. Góc này có vẻ dễ đâu. Chị ra đi, em chụp cho một chị, chị một kiểu. Mình đứng ở gần đây, mình lấy ngọn nó khó lắm. Chụp làm sao mà lấy được hết ra ơi. Nào, một hai ba nào. Sao? Đang chọn đấy. Chỉ cứ đứng em lấy là được. Lấy phải lấy hết chứ. Họ chụp mình cũng phải lấy. 1, 2, 3 1, 2, 3. Nào. One, two, three, now. One, two, three, now. One, two, three. Rồi. Rồi, 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 không cần đâu. Ô tô họ đi, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Nhờ nó chụp hộ. Wow, cả nhà thân mến, hiện tại A Páo đang đứng ở dưới chân tháp Eiffel. Đấy. Có thể nói là lần đầu tiên trong đời đến với đất nước Pháp. Đây, đây là một chân tháp. Có thể nói là sừng sững uy nghi luôn cả nhà. Wow, xúc động quá. Lạnh quá mà. Quay quay chị Huyền này, chị Huyền này. À, đây chị Huyền này. Hiện tại đang băng giá này cả nhà này. Tay chị lạnh đờ, lạnh cóng mà tay em vẫn còn nóng ấm này. À, người tình cảm đấy. Trái tim rất là ấm áp, tay rất ấm luôn, tay chị lạnh không? Đấy. Lạnh lắm. À, Báo hiện tại thấy đang nóng đây. Đấy, Tháp Eiffel đây cả nhà ơi. Lần đầu tiên về với nước Pháp mà được đứng ở dưới như này. Quay tòa tháp như này. Wow, thôi đi thôi. Hành quân thôi, nào. Đừng lại nữa, lại có quay được chân cầu thôi. Chân tháp thôi. Bây giờ mình đi bộ cho nóng. Mình đi ra ngoài cầu đi nhỉ. Người ta bán vé để đi tham quan một vòng trên dòng sông Sen đấy. À thôi, mình chắc không đi được. Đi được nhưng mà ở đây cái đường này không phải là đường vào mà đường này là đường để mua vé để lên trên đỉnh. À bây giờ mình đi đường ra đi để ra ở cầu đấy. Mình ra ở cầu đấy. Đi một vòng đây là đi dạo chỗ này là sẽ tìm được ra cái đường cầu. Rồi. Bây giờ A Páo và chị Huyền sẽ đi ra tìm ở chỗ một góc chân cầu đẹp để quay lại toàn cảnh ở đây. Xong là sẽ ngồi nhà hát luôn nào. Ngồi hát một ca khúc của Việt Nam ở dưới chân tháp Eiffel hoặc là chiều một bản sáo. Mình sẽ hát thành chiều chiều bên dòng sông Sen. Anh gọi em cô gái lại đỏ. Đấy. Hát ca khúc mà tìm sông em câu ví sông Sen. Đấy. Hợp lý đấy. À, còn sẽ up lên một bản thành là tìm em câu ví sông Sen. Ở Pháp nhỉ? Ở Pháp. Đấy, cả nhà nghe. Lối vào lối nào nhỉ? Không, mình không vào đâu, mình ra ở ngoài ngoài chân cầu thôi. Hiện tại ở nhiệt độ ở ngoài khoảng tầm 8 độ C phải không nhỉ? Ừ. Đúng không chị? 8 độ. Nó áp bao thì không? Lạnh không? Lạnh không? Đấy, không lạnh mấy. Đi gần chị Huyền là ấm áp luôn rồi cả nhà. Ấm áp cả tình người đấy. Đấy, còn Linh Hoa là cứ mãi đi live stream ở sau. Rồi rất là đông du khách về với tháp này. Cái hello. Hello. Cái cầu đấy là phía đằng này. À mình cứ đi bộ thôi. Cái này là rất là đông. Họ đi từng đoàn người cả nhà. Mình cứ đi dạo một vòng xong mình về. Đúng không? Cái này là đi ra ngoài đường kia giờ. Còn cái chỗ lên cầu mà đi đứng trên dòng sông Sen mới đẹp. À. Quay lại phía đằng kia cơ. Phải quay lại à? Wow. Mình cứ đi theo con đường này, sau đi ngược lên cầu. Đúng không? Đi. Thì cứ đi trước
Mình cứ đi theo con đường này mình lên. Hai chị em không biết đường cứ đi mò cả nhà. Đấy, máy quay này rất nét cả nhà nhá. Máy bé nhưng mà công nghệ có võ nhỉ? Máy bé có võ. Cả nhà máy bé là còn có võ nữa. Đấy. Ở đây có anh cảnh sát rất là hoành tráng này. Hello. Hello. Very handsome. Có mấy anh cảnh sát này. Đấy, đường phố đây cả nhà ơi. Đường phố này. Wow. Đường phố này. Quá đẹp. Quá to luôn. Đây. Đây là đường phố của Pháp. Wow. Mênh mông luôn. Bây giờ chắc là đi bộ ngược lên. Đây, chụp cho du khách này. Đấy, hai vợ chồng đang đi chơi này. Mình là làm nhiếp ảnh gia cho họ nhé. Đem chụp cho. Nào. Rồi cả nhà ơi, bây giờ đi dạo một vòng nữa. Xem một góc nào đẹp thì mình quay video. Đây. Toàn là người đi bộ thôi. Đây. Rất đông rồi. Ngọn tháp cao sừng sững này. Wow. Khủng khiếp luôn cả nhà, chọc trời luôn. Phía bên này là ngã ba, ngã tư. Các ngã rẽ đây. Đây, mọi người đang chờ xe này. Rất rộng. Bây giờ đi sang đường là ở góc nào đây? Wow, tháp ở đây cả nhà. Đây, đang đứng đối diện với ngọn tháp Eiffel đây. Wow, tuyệt vời luôn cả nhà. Nào, đi ra bên này thôi. Wow, cả nhà thân mến, hiện tại Apao đang có mặt ở trên sân bay, chuẩn bị bay sang Đức cả nhà ơi. Ở trong sân bay nó rộng mênh mông như thế này này. Đấy. Quá khủng khiếp luôn, quá rộng luôn. Bây giờ Apao và chị Bùi Thu Huyền và một nữ ca sĩ nữa sẽ di chuyển sang bên Đức. Mà bây giờ cung đường như thế nào, mọi người đi cũng khá mệt rồi cả nhà. Đây, ở trong này rất rộng luôn, mênh mông, không có một người Việt nào luôn, chỉ có ba chị em. Này, mênh mông bát ngát đây. Ây da.